Trương Bân Bân lần đầu nói những lời đường mật với Ngô Mỹ Nhân. Bộ phim Khu rừng nhỏ của hai người lên sóng trong sự chờ đợi từ phía khán giả. Trong tập này, mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự chuyển biến rõ rệt. Sau bao hiểu lầm tạo nên khoảng cách trong mối quan hệ của cặp đôi Trang Vũ Ngô Mỹ Nhân cũng như Cận Hy Lý Điềm Điềm, cả hai anh chàng đều đang tích cực lấy lòng người thương của mình. Tuy là một nhà nghiên cứu thực vật học, nhìn có vẻ khô khan và không biết gì ngoài cây cối, nhưng trình độ thả thính của anh cũng ở cấp độ thượng thừa. Có vẻ sau khi theo đuổi Ngô Mỹ Nhân, anh đã biết cách lấy lòng con gái hơn, đặc biệt là biết nói ra những lời đường mật. Tuy nhiên không phải ai giáo sư này cũng có thể trao tặng những lời nói ngọt tiểu đường vậy. Duy chỉ mình cô nàng blogger Ngô Mỹ Nhân mới có diễm phúc nghe được những lời nói đường mật này. Và một ngày vô cùng đặc biệt với các tình nhân ngày lễ thất tịch, chàng giám đốc đã chuẩn bị rất nhiều điều thú vị cho Điềm Điềm, cùng nhau bán nho, cùng nhau xem pháo hoa và chuẩn bị cho cô một chiếc xe ngưu nàng trước nữ. Một chàng trai thành thị luôn sống trong nhung lụa, luôn được cưng chiều vậy mà lại đi xuống vùng thôn quê vì người con gái mình yêu, làm nhiều điều có thể khó khăn với anh ấy. Chính vì hành động chân thành này đã khiến Lý Điềm Điềm cảm động, lo lắng cho anh ấy. Có thể ngày họ quay lại với nhau còn không xa. Để bảo vệ các loài chim hiếm, Ngô Mỹ Nhân không ngại nguy hiểm chui vào hang cọp để tìm kẻ đứng đầu giết hại các loài động vật một cách tàn ác. Trang Vũ vì lo cho an toàn của Tiểu Mỹ nên đã cùng cô nàng nhảy vào chảo lửa. Có thể thấy từng hành động cử chỉ của Trang Vũ đều hướng tới cô và bảo vệ cho cô. Những lúc cô cần giúp đỡ, chỗ dựa thì anh đều có ở bên cạnh. Anh như nguồn động lực là lá chắn bảo vệ cho cô. Ánh mắt âu yếm, những cái ôm ngọt ngào mà anh chàng giáo sư dành cho người thương khiến dân tình trụy tim. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.